Dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Ê chị, nhà vệ sinh ở chỗ nhà đỏ nó dưới phía dưới hầm á hả? Mình ở Đồng Tháp tới hả chị? Đồng Tháp hả? Bạc Liêu. Bạc Liêu hả? Em thấy xe Đồng Tháp đó. Đồng Tháp bên. Vậy hả? Vậy hả? Em thấy bản số Đồng Tháp, ai ở Đồng Tháp không? Vậy hả? Dạ. Thấy xe hơi bản số 66 Đồng Tháp. Vô nhận bà con coi có ai quen không ta? Đâu ai Đồng Tháp đâu. Ôi quá quý luôn cả nhà ơi. Sáng nay đông nha. Ồ chị đây quay phim làm kỷ niệm nữa nè. Chào chị. Ồ chị live stream luôn. Con chào cô nha. Cô chú anh chị. Sáng nay thì một con năm là chống chảy của chú anh chị. Chống chảy ha. Nói chung là cũng rất là thoáng mát, sạch sẽ. Chống chảy. Cái gì? Rồi sao không đuổi nó ra? Đuổi nó ra đi. Ôi nó biết ăn trái cây nữa cô chú anh chị. Cái chùm nho đó mình lụm luôn đi. Cho nó ăn luôn đi thiệt chứ bộ, dục cho nó ăn luôn đi. Ừ. Chùm nho dục cho nó ăn luôn đi chứ sao giờ. Để xuống là nó quay lại nó ăn à. À nay ăn trái cây cô chú anh chị. Thôi kệ nó ăn thì mình khỏi ăn. À bác. Con chào bác. Bác chắc là bộ đội đúng không? Thấy mặc cái áo cái quần bộ đội. Dạ. Có luôn rồi. Nay ăn trái cây hả? Dạ. À. Ship tới của chú anh chị à. Có mấy chú. Chào chị. Ồ. Mình ở đâu tới chú? Ơ cô. Ở Bình Dương. Dạ hả? Dạ. Chú đó là chú Tường hả ta? Đông của chú anh chị. Em cập nhật tình hình cho cô chú anh chị ha. Khán giả đông quá. Mình thấy thì bằng số xe là 66 của chú anh chị Đồng Tháp. Nay để nó vô nó ăn chùm nho của cậu. Đúng rồi. Nay mấy nay dạng ghê, sáng sớm rồi. Ừ, cái đống vậy mà nó dám vô ăn nho luôn chứ. Dạng ghê. Nó thích ngọt hả ta? Ngọt chứ mà bông nào có mùi là ăn hết. À. Mình đi đám tang về nghĩa à chứ. Rồi sau khi mấy chú mấy cô thắp nhang xong thì cũng cũng chuẩn bị về rồi. Cô chú anh chị. Ồ, chú ở Hồng Ngự hả chú? Ở đâu Tân Hồng? Xa rài luôn hả? Nằm ở khúc nào chú? Bưu điện không? Gần cái chỗ chùa Lập Phúc. Chùa hả? Chùa Lập Phúc về chú gọi gọi tự do hả? À, gọi tự do. Hồi đó hồi xưa nó gọi gọi tự do. À đúng rồi. Rồi. Còn ở dưới đó chứ đâu? Dạ. Không có ai. Con ở bên Tân Thành B. Tân B ở trong gần Tân A, Tân B á. Dạ.
Vậy là mình đi đưa đám hả chú? Mình ghé đây. Dạ. Rồi, mà cho đưa từ đâu xuống chú? Ở Bình Dương. Ở Phú Hòa Một. À Phú Hòa Một. À là có nghĩa là chú là lên đây sống rồi hay là sao chú? Mình bạn nó lên đây nó sống như này. À có nghĩa là tức mình ở quê mình lên đưa bạn đi. Dạ. Sẵn rồi ghé thăm cậu Năm Vũ Linh ha. Cậu Năm Vũ Linh. Dạ. Thầy cũng coi trên YouTube hoài mà. Dạ. Đây sẵn dịp cho mình đi coi luôn. Dạ. Thì ra là tính ra nhà chú chạy qua nhà con chắc tầm khoảng 10 phút là tới rồi. Trong qua cầu không? Ở chỗ chùa Bà Tấm Ấu á. À. Dạ. Dạ. Nơi đó thì thân thuộc rồi. Dạ đúng rồi. Gần sát rồi. Bên đó mà. Vậy hả chú? Ừ. Dạ, chú tên gì chú? Tráng. Chú Tráng. Chú Tráng à. Dạ. Tráng hả Tráng? Tráng. Tráng à, dạ. Dạ. Tráng. Con nhà còn nhỏ thì con không biết nhiều bên đó. Dạ. Nhưng mà chùa Lập Phúc thì con đi hoài, Tết hoặc là về quê con hay đi tới đó. Dạ. Chùa của thầy Liêm á. Thầy Liêm thì dạ. Bên Lập Phúc á. Dạ thầy Liêm. Bây giờ cũng đang xây dựng. Dạ. Hơi khang trang hơn ngày xưa. Dạ. Có chùa ông Tám mình thì nó cũng còn. Dạ. Có nhiều khác. Dạ đúng rồi. Mọi người hay đi chùa thầy Liêm hoặc là chùa Đông Hậu. Hậu là dạ. Chùa Gò Gia. Dạ chùa Gò Gia. Thầy gì? Thầy Tâm. Dạ đúng rồi thầy Tâm. Chùa Đông Hậu cũng đang làm lại. Cũng đang mới có đặt tâm thế Phật thôi, chưa có khang trang gì nhiều. Chùa nói chung là xây ủng hộ tới đâu xây tới đó. Nhưng mà dạ. Vẫn còn nghèo thành dạ, ra còn là nghèo. Chưa có phát triển được. Dạ đúng rồi. Một lần là nhờ Phật Pháp mà truyền đạt nhiều. Dạ. Các tín đồ người ta quan tâm nhiều hơn. Dạ. Vì cái đời sống mà tâm linh thì dạ. Người ta sẽ dạ. Hôm nay chú đi với từ Đăng Hồng đó chú lên đây với ai chú? À, lên nguyên một đoàn cũng 7 chỗ. 7 chỗ. Dạ. Vậy là hàng ngày mình vẫn theo dõi về thông tin của cậu Năm Vũ Linh ha. Dạ. Mở hoài. Thì tính ra bà con Tân Hồng của mình là cũng yêu mến cậu Năm dữ lắm nha, trong đó có con nữa. Con cũng ở Tân Hồng. Dạ. Dạ. Gặp đồng hương sát bên nhà luôn. Sát bên thì nó không có chứ chắc phải chạy 5-10 phút là tới. Nghệ sĩ dạ. Lớn mà sống giản dị, sống chân chính này kia. Dạ. Tài năng là một phần, hai nữa cái tâm của cậu Năm rất là tốt. Dạ. Mình đã coi ở nhiều cái YouTube đó, cậu Năm có nhiều cái mà phải thiệt thòi. Dạ. Lãnh thằng thiệt về mình nhiều hơn. Dạ. Dạ, người ta quý mến từ trước. Dạ. Thương cậu Năm bây giờ ta thương tới Hồng Loan những việc dạ. Sầm. Dạ đúng rồi. Mình thì có cái nội bộ gia đình mình không có sách định được dạ. Nhưng mà nhiều người nói thì mình cũng nghe theo thôi. Dạ. Yeah. Nói chung là mình cứ thương cậu Năm thôi. Còn vấn đề gia đình thì cả chuyện có gia đình thì đã có tự lịch sử. Tự xã hội mà. Dạ đúng rồi. Rồi con cấm dạ. YouTube đây cũng thường xuyên hả? Dạ thường xuyên đến đây để ghi hình chia sẻ. Giống như chú đang coi trên YouTube thì tụi con cũng ghi hình ở đây chia sẻ thôi. Mấy anh em ở đây thì cũng có vài người ở đây. Thì chú ở bà con ở xa mình mới thấy được cậu một cậu qua cái điện thoại hoặc là qua cái TV thông minh bây giờ đó nó. Chứ nếu mà không có YouTube thì cũng không thấy được. Đó. Hôm nay chú đã thì, dạ. Có nhiều nghệ sĩ mà mình cũng yêu mến nhưng mà mình cũng đâu đi hết được. Dạ. Những cái như Văn Châu rồi này dạ. Kia nữa, Thanh Tú rồi. Thanh Sang. Thanh Sang. Của Thanh Trung Huệ chú qua chưa? Trung Huệ đây. Dạ. Đây. Dạ. Thôi YouTube mình đã thấy rồi. Dạ vậy hả? Dạ. Yeah. Dạ. Con cảm ơn chú nha. Con chúc cho YouTube được nhiều người chia sẻ. Dạ. Con chúc chú nhiều sức khỏe nha. Con gửi lời thăm bà con Tân Hồng luôn nha. Dạ. Dạ gửi hết luôn. Tân Hồng bay luôn. Rồi chào gia đình. Dạ. Đó. Hôm nay đi gặp đồng hương của chú anh chị. Gặp đồng hương là bà con ở gần nhà. Hey. Chào chú. Dạ gạch đẹp hả chú? Chị cây. Cái bữa 100 ngày là lan lốt đó tôi lên. Dạ vậy hả chú? Vậy là lúc tối đó. Dạ. Công nhận cậu Long này linh thiệt. Linh hả? Sao linh sao chú? 100 ngày à, 100 ngày nói lỗ tai tôi 3 lần. Nói lỗ tai chú 3 lần luôn. Nói gì chú? Tôi đâu có không đâu. Dạ. Về 103 ngày qua khoảng 100 ngày tôi lên thành phố. Giờ tôi sẵn ghế thắp cây giang cho cậu Lâm. Mà nói trong lỗ tai chú là nói cái gì? Đó là 100 ngày và 100 ngày. À nói cái từ 100 ngày rồi hả? Tức là cái bữa 49 ngày á tôi đã thấy ổng một lần rồi. À. Là nói là để cho chú đi viếng hay sao?
À, ý là à, nhắc nhở chú phải không? Nhắc nhở chú là thôi tới 100 ngày rồi đúng không? Trời, 102 ngày. Tôi lên thành phố tôi lấy giấy tờ đây sẵn vé tôi phát gian cho cậu Lâm. Dạ dạ dạ. Chú để bên cái thau bên đây chú. Để lát tụi con dục cho nó cái thau đó chú để vô đó đi ạ. À. Lát tụi con dục cho. Dạ nhang bên đây ạ. À. Cái thùng trong cái hũ đây ạ. À. Là chú đi công việc hả? Đi lên thành phố lấy giấy tờ sẵn vé. Thành phố Hồ Chí Minh đó hả? À, tôi làm ở Bình Phước. Dạ. Ủa vậy là chú từ Bình Phước chạy lên đây? Ừ. Chú chạy từ Bình Phước lên đây. Ồ, quá quý luôn cả nhà. Vậy là chú đây nói là cậu Năm rất là linh. Đúng một ngày, ngày thứ 100 là cậu Năm nói dằn dẳng bên tai luôn. Là 100 ngày, 100 ngày hả chú? Đây, cậu Năm này có duyên với tôi. À, đẩy cái bưởi liêu trong rồi để cái bên đây. Đúng rồi. Cậu Năm này có duyên với tôi. Tôi ngồi thiền là tôi thấy ổng đó. Ồ, chú ngồi thiền thấy luôn hả? Với Phi Dung hai người này là hai người này có tâm. Dạ. Với cậu Long này là cái dạng là thánh. Dạ. Thành thánh rồi. Dạ. Không phải là người bình thường rồi. Dạ. Để cho chú thắp hương của chú anh chị. Rồi. Lũng nữa hả? Không cái lỗ đó lũng mà lỗ cũ mà. Cũ đi. À. Sao? Rồi, quá quý luôn. Và con thấy chú vái hồi hướng gì cho cậu á. Dạ. Dạ. Chú ngồi thiền là ngồi sao chú ngồi tịnh tâm á hả? Tịnh tâm. Bao nhiêu lâu chú? 1-2 tiếng hay sao? Tùy mình. Dạ. Tùy mình ngồi. Là có nghĩa là chú bên tôi là bên thầy pháp mà. Chú là thầy pháp hả? Ừ. Rồi. Bởi vậy ổng mà không có lợi nhảm. Tôi coi hôm nay tôi coi YouTube không có ai em ổng được cái nói thẳng một câu. Vậy hả? Bữa đó con đứa bé mà bữa quay ở đây là bị giật á. Dạ. Lúc buổi trưa á, dạ. Con nhỏ đó bị giật thiệt á. Vậy hả? Bị mấy người dân giật á. Dạ. Không phải ổng dập đâu. Dạ. Ủa chú là thầy pháp hả? Tôi là bên Nam Tông bên Phật pháp. Phật pháp. Anh chị con thấy chú có mấy cái hình. Cái này là bên Bùa Thái. Bùa Thái hả? Ừ. Hồi nãy là chú cầu gì cho cậu hay sao chú? Cầu cho ổng bình an thôi, không dạ. Có ai chơi ổng được. Không, không có ai. Dạ. Nói theo như giờ chú. Ổng này là ai cái gì? Kim Nga lên kim gì đó. Dạ. Con võ trợ lý đó. Dạ. Bùa đấu ba gì không có chơi ổng được đâu đó. Dạ. Đâu. Dạ. Ổng thường dạng thành thánh rồi. Hả? Tôi ở Bình Phước. Tôi là ở thành phố làm ở Bình Phước rồi sẵn bữa đây lên lấy giấy tờ ghé thăm ổng. Dạ. Bữa 100 ngày là ổng đã nói lỗ tai tôi 3 lần rồi đó. Dạ. Bữa đó tôi đâu có không đi được đâu. Dạ. 102 ngày tôi mới lên. Lên tôi ghé lúc đó là lan lót cái gạch này nè. Ngay cái bữa đó lan lót cái gạch này nè. Dạ. Chứ nó hồi nãy chứ nói là giờ đứa bé nào bị cái gì chứ? Võ Kim Nha rồi nghe nói trên mạng tôi coi YouTube đó cái gì lũ ban gì em dạ. Không có em vô mà đây chứ nói là có một đứa bé nào hồi thì bị dông gì đó là bữa có một con võ mà quay đó phải quay ở đây không dắt chưa đó dạ. Lúc đó chưa tới 100 ngày đó dạ. con bé đó nó bị đó dạ. Tôi coi là tôi nổi da gà hết tôi dạ. Coi đó nổi da gà dạ. Sao mấy chú nói cho gà chốt mình có cái dạng tâm linh hiểu không? Dạ. Mình luyện bên Phật pháp mà. Dạ. Mấy cái là mà tà ma gì mình dòm mình biết là có cảm giác cho mình biết liền. Dạ. Mỗi hồi sáng tôi ghé quán cà phê tôi uống tôi coi cái clip 15S là 15S là quay sáng sớm quay rồi. Dạ. Chứ tin cái điều đó là sự thật đúng không chú? Cái đó có cái là dạ. Nói thẳng ra tâm linh khó giải thích lắm. Tin thì có không tin cũng có. Khó giải thích lắm. Con chỉ hỏi là cái chuyện cái cô bé đó thôi. Dạ. Cái cô bé mày này chú nói nhá. À, tôi không nhớ mặt. Ủa đó có ai xin miếng nước của cậu cho nó uống về đó nó mới xích da. Ủa đây tôi con bé đó tôi nổi da gà liền. Thôi vậy. Dạ, dạ con chào dạ, chú, dạ, chúc dạ. Chú đi là về thành phố làm giấy tờ suôn sẻ nha chú. Ủa đi lên lấy căn cước. Dạ căn cước hả? Mấy tháng trời ơi. Dạ con chào chú. Tôi bị vớt mắt rồi làm mấy tháng. Dạ con già dạ, con chúc chú nhiều sức khỏe và đi đường thuận lộ bình an. Lấy làm giấy tờ. Làm giấy tờ suôn sẻ nha. Chào chú.
Rồi có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo ha. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ ngay cả nhà. Xin chào tạm biệt và bye bye cả nhà.